cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt. Trời ơi, lúc mà hả bạn Thu Hằng vừa xuất hiện một cái là cô nghe giọng cười hả 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 nè, chú Đại Nghĩa nè. Tại biết sao, trước đó là mấy cô đang cô ra đang ra từ trong đi ra, ra đi ra liên tục qua ngồi nhí đó, những người lớn mà đang quen mắt tự nhiên cái tầm nhìn thụt xuống chút thành ra chú mất cười mà nó dễ thương lắm. Con ơi, quê con ở đâu? Dạ thưa chú, là quê con ở Bắc Ninh ạ. Đúng luôn, đúng là Quan Họ. Nghe ra cô cái chất giọng nó, ủa sao bé này hát ra cái chất Quan Họ quá, mà trong khi còn nhỏ như vậy mà ra được cái chất đó rất là khó. Thì ra đúng là quê hương của con luôn ha. Thu Hằng là một bạn rất là tự tin. Con tự tin, con hoạt ngôn, và con làm chủ mọi thứ ở trên sân khấu, và lại rất là có duyên nữa. Nhìn có phần hơi dài dặn chút xíu so với cái tuổi của con. Cô nhìn Vân như ơi, là con không cảm giác là bạn ấy lớn lắm vậy đó. Ở ngoài hiền quéo à, lên sân khấu vậy đó. Wow. Vậy hả? Đối với cô á, là con có một cái gì đó làm cho cô cảm thấy thu hút lắm. Mặc dù con không có phải rần rần ồn ào, nhưng mà sâu trong con người con là một cái gì đó rất là lớn lao. Bởi vì con có được một cái sự điềm đạm, từ tốn trên sân khấu. Con xử lý, tại vì cô biết là đôi khi có những cái đoạn nhạc con đang dọ dọ coi phải vô chỗ đó không, nhưng mà con dọ rất là khôn, con không có để cho ai biết hết, con hát theo và à đúng rồi, thế là con hát lớn lên từ từ. Cái chỗ từ mà phiêu phiêu đó, đó cái chỗ mà cái hát chỗ phiêu hơ 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 đó. Ừ. Cho nên cái đó là một cái sự chững chạc ở trên sân khấu đó con, mà không phải ai cũng có được. Chúc mừng con. Tư Duy chúc cho con sẽ đậu vào vòng trong. Quý vị, đó là bé Quỳnh Như. Cảm ơn nhóm bè Cadillac và hai chú nhạc công đã hỗ trợ cho bé với tiết mục này. Ôi, con gái khóc rồi kìa. Ôi, cô Trang ơi, bé khóc rồi. Ok, con làm tốt rồi nhá. Sao khóc nào? Nín. Ok. Đây là những cái giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt yêu thương dành cho cha mẹ của mình khi con thể hiện cái bài hát này, đúng không? Sao con khóc vậy? Tại vì con rất là thương ba mẹ của mình. Này ba mẹ con ở đâu? Mẹ ngồi dưới kìa. Ồ, mẹ con đang cười rất là tươi bởi vì con trình diễn rất là hay. Mẹ con cũng hạnh phúc lắm nha. Thực ra hôm nay Quỳnh Như đã rất là giỏi khi mà đứng ở trên sân khấu một mình như thế này. Rất là khó. Quỳnh Như của chúng ta tuy rất là bé nhưng đã đặt rất là nhiều tình cảm vào ca khúc này. Thì quý vị còn ngại ngùng gì mà không cho bé một tràng pháo tay vậy? Ok, nín nhá. Được rồi con ha, mọi người đều yêu thương mình hết. Không khóc nữa nè. Cảm ơn cô giáo Yến Trang. Và xin mời giám khảo Hoài Linh. Cái phần sau á, con hát tốt hơn cái phần trước. Và bởi vì cái phần trước chú nghĩ là con mới vừa ra, con chưa ổn định được tâm lý, cho nên cái cột hơi của con đó, nó chưa có chắc lắm. Thì cái phần xuống thấp á, nó hơi bị chênh phô. Còn về cái mặt của con khi con biểu cảm thì rất là dễ thương.
Về cái phần sau á, ví dụ như là hi, rồi con nghĩ chút vọng đó. Tự nhiên cái nó mất cái nghĩa đó. Nếu mà mình nghe mình đang cảm giác là hai cái chữ hy vọng đó, nếu mà con đi liền nhau luôn, tức là con kéo con ngân cái phần kia và con kéo luôn hai chữ hy vọng thì nó sẽ hay hơn. Ý chú Hồ Đông muốn nói là hát lơi cũng được, hát lơi nhưng mà phải đúng chỗ đúng nơi, nếu không thì ý nghĩa cái bài nó đi chơi nơi khác. Dạ. Mời giám khảo Quang Lê. Bây giờ chú hỏi là con bao nhiêu tuổi trước? Dạ con 9 tuổi. Đây là lần đầu tiên chú nghe con hát. Thì chú nghe rất là kỹ. Trong bài hát con hát hay, nhưng mà chú nghe thì có một sự tính toán rất là kỹ. Lúc thì con phá dòng bự, lúc con bỏ dòng nhỏ. Chú vẫn mong là chú muốn nghe một cái gì đó nó mộc mạc hơn, thì chú sẽ có nhiều cảm xúc hơn. Chào một tràng vỗ tay dành cho bé Quỳnh Như dễ thương của chúng ta. Chúc mừng con. Sống hồng ăn chén cơm đầy, em nhớ đất gần thơ. Sao
chúc mừng Quách Phú Thành, con đã hoàn thành phần thi của mình. Và cảm ơn các bạn của vũ đoàn Chuông Gió. Những cái chỗ hát lên cao của con cực kỳ sáng và đẹp bài hát. Còn nữa là con còn diễn xuất làm công tử Bạc Liêu đâu. Con xọt tay túi quần làm công tử Bạc Liêu lại cho mọi người coi coi. Nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng, tỏ ra mình giàu. À, cái hất mặt á, cái hất mặt rất cái là giàu. Cái điều ở đây huấn luyện viên rất là giỏi, không phải đẩy con lên đến tối đa, biết kềm con lại. Tiết mục này vừa đủ kiềm chế để giọng hát và diễn xuất phối hợp điêu luyện với một dàn vũ công rất là lớn, rất là chuyên nghiệp như thế. Càng ngày con càng tỏa sáng ra, con càng bộc lộ con là nghệ sĩ. Yeah! Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Ngay cái ngày đầu tiên chú gặp con khi cái vòng casting đầu tiên, khi con mặc cái áo dài khăn đóng màu xanh, chú đã nói là nhìn con nó lỏng thỏng giống như là mấy ông ở trong cái đi coi đình, mấy ông từ mà giữ đình vậy đó. Chú nhìn con chú thấy thương lắm. Và tới ngày hôm nay con vẫn giữ được cái nét dễ thương đó. Con đã được chăm chút bởi ông Năm. Chú nghĩ ông Năm của con là một người phù thủy và một cái người sáng tạo. Anh có ghi rất là rõ ràng trong này nè Quốc. Hai cái câu hò đầu của con là con đã lấy lòng được chú rồi. Bởi vì con vô cái hai cái hò rất là ngọt. Cảm ơn chú Hoài Linh. Và trước khi mấy cô chú cho điểm á, thì giờ mình lấy lòng giám khảo lại, đặc biệt là giám khảo Hoài Linh bằng câu hò hồi nãy đi con. Hò uống ngụm nước trong, em nhớ dòng sông Hầu, ăn chén cơm đầy, em nhớ đất Cần Thơ. Hay quá, quá hát ngọt ngào. Hát chuẩn y như là mình nghe mở đĩa vậy. Yeah, đúng rồi. Yeah. Và chú hy vọng rằng sau này con sẽ là một kép chánh của cải lương. Cảm ơn chú Hoài Linh. Nếu như mà hai câu đó đã lấy lòng được chú Hoài Linh rồi thì điểm số của chú Hoài Linh dành cho bé Quách Phú Thành là bao nhiêu ạ? 10 điểm! Chúc mừng con điểm 10 đầu tiên của đêm nay. Và điểm số từ cô Thanh Hằng, 10! Hai điểm số tuyệt đối của hai vị giám khảo rồi. Còn cô Trang với chú Bạch thì chúng ta sẽ biết sau.
Và đó chính là Trúc Mai. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Cái bài này chú Nghĩa nghe nhiều lắm rồi. Nghe rất là nhiều người hát, từ người lớn cho tới các con, trong nhiều chương trình khác nhau. Nhưng mà mỗi một lần nghe chú đều có cái cảm xúc nó như nhau cả. Bởi vì khi mình nhìn thấy cái hoạt cảnh này, khi mình nghe cái giai điệu này, cái ca từ này, thì mình nhớ lại những cái nơi mà mình đã đi qua, những cái vùng lũ mà chú Nghĩa đã từng đến. Thì ở đó bà con người ta cũng đã có rất là nhiều nỗi cái thống khổ như vậy. Nhưng mà cái điều hay ở đây là con là một cô bé còn rất là nhỏ. Không biết rằng con đã từng đến những cái vùng lũ như thế này bao giờ chưa? Các con đã từng chứng kiến người dân đau khổ lao đao như thế nào mỗi cái lần thiên tai như thế này hay chưa? Mà con có được cái cảm xúc như thế trong cái giọng hát của mình, trong cái sự biểu cảm trên gương mặt của con. Con được lợi thế là cái gương mặt của con nó rất là thiện cảm với người xem. Cái gương mặt rất là đào thương. Cái mặt y như cô Việt Hương. Chú bị tuột mút luôn con. Con hứa xong mà tuột mút. Lúc con vừa xuất hiện cô nói trời sao giống tôi thu nhỏ, năm nay con 42 tuổi chưa? Bạn mới có 10 tuổi à chị ơi. Nhìn như giống y như cô Việt Hương, tại vì cô thích bận áo bà ba đó. Không biết bình thường khi con mặc trang phục của con á thì như thế nào, nhưng mà khi con mặc cái trang phục này trên sân khấu, áo bà ba và cột cái tóc kiểu này, nhìn con rất là hợp cảnh, hợp tình, hợp tất cả mọi cái. Ý trang cô Việt Hương hát nghĩa. Chị nó nghe là cho em đầy cảm xúc em nói với con được không? Tại tôi thấy tôi bận áo bà ba mà sao không, tôi không được so sánh thì chị. Không, chị bận đồ bà ba là giống bà hội đồng hơn chị ơi. Trời ơi chị đó. Lâu lâu cho tôi đẩy xuống thiếu nhi thích rồi. Bé cái mặt nó thánh thiện. Con thích cô không? Dạ thích. Đó thấy chưa, thích giống á. Thường thích hay giống lắm. Thì với cái gương mặt này của con và với cái giọng hát này, con hoàn toàn có lợi thế với cái dòng nhạc dân ca trữ tình. Mà đặc biệt thầy con là thầy Quốc Đại nữa. Trời ơi, vô cái này là trùm phé luôn rồi còn gì. Chị đâu có gì để nói. Bởi vì chị thấy giống chị là chị thấy êm êm rồi. Áo bà ba được cái đẹp lây tràn qua cái màu sắc là của con okay. Bé Tô My. Đứng cái đứng tướng dẹo 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 đứng tướng dẹo dẹo nữa. Bận bờ bà ba ra mà diễn, trời ơi thấm mặt đậm. Thương dễ sợ. Tràn ra tới đây mà cái mặt nước lũ dâng cao là cao tới đâu bắt nước tới đó. Hiểu không? Thấy thương hết sức luôn. Dạ. Biểu cảm tốt, đẹp gái, bận bộ bà ba. Chịu quá rồi đẩy ra nguyên một tớp diễn phụ trợ nữa. Cô My thấy sao cô My? Dạ em là em chịu từ vòng trước kia chị, mà không bấm về đội em buồn hết sốt kìa. Tại sao vậy My? Vòng trước là em với anh Đại là giành giật nhau mà muốn sốt lộn con, tại sao con không quyết định? Thường là con nít thích mấy cô đẹp lắm mà sao con không quyết định về đội cô My? Dạ tại con thích chú Đại hơn. Tại sao? Tại sao? Tại sao thích chú Đại hơn? Đẹp trai. Trời ơi, tôi té ghe luôn, Trời ơi, bác nịnh thầy mà nịnh ra thời của ông tới đâu, thời của Đại tới đâu. Cô Việt Hương với lại chú Đại Nghĩa đó, à con thích ai hơn? Con thích cả hai. Yeah, con tìm. Giữa cô Đam Trang với chú Minh Xù con thích ai hơn? Con ai con cũng thích hết. Trời ơi, bà này được cái dễ dãi. Quá hậu thân thiện là con đó. Đây, trao luôn nguyên cái dương miệng. 10 điểm ứng xử là con đó. Xin được chúc mừng Trúc Mai, cảm ơn con với tiết mục của mình. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi tiết mục tiếp theo quý vị nhé. Xin mời. Xin thấy một
chơi cảnh phận.
Một tràng pháo tay cho Phương Nhi. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Ngày hôm nay con giống như một chú tắc kè hoa gì đó, biến hóa rất là khôn lường. Không biết là ban giám khảo đang cảm giác như thế nào. Đầu tiên chắc là mời cô Đoàn Trang nha. Chúc mừng con với một tác phẩm rất là đẹp, rất là chất lượng. Ngay từ đầu, cô đã rất là ấn tượng với con. Bởi vì cô biết con là một cô bé có nội lực. Giọng hát của con rất là đa dạng. Con có đánh đàn tơ rưng rồi đúng không? Con có hát hồ quảng nè, hát nhạc pop, hát dân gian. Hôm nay lại là cái ngày rất là quan trọng cho con, là con phải lội ngược dòng. Và cô thấy ở trong con người con toát ra một cái tinh thần rất là tự tin, rất điềm đạm. Cô Đôi Thượng Ngàn không phải là một tiết mục dễ để mà thể hiện đâu. Và thêm một lần nữa, thầy Quốc Đại rất là đầu tư cho con. Tất cả mọi thứ rất đẹp. Bản thân con không cần làm gì nhiều hết. Đứng trên cái tảng đá kia, với cái quạt, với ánh mắt thần thái và với giọng hát của con, cô đánh giá đây là một tiết mục rất rất thành công. Chúc mừng bé Phương Nhi. Xin cảm ơn cô. Cô Diệp Hương thích nhất là cái câu cuối đó. Lúc mà con xòe cái quạt lên, con xa giá hồi cung nha. Chứ cỡ cô Diệp Hương là nó cho vô lãnh cung rồi. Chịu. Mình hát nghề 20 mấy, gần 30 năm, chưa bao giờ có được cái sân khấu đẹp như vậy, sang như vậy. Nhưng đây có phải là thế mạnh của con không? Dạ, đây là lần đầu tiên con hát văn ạ. Thật sự thì Đại có hỏi con rằng ở một cái thể loại dân gian nào mà con rất là thích mà con chưa thử không? Thì nó dạ con rất là thích bài Cô Đôi Thượng Ngàn. Đắn đo suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì cũng có nhiều bạn đã thể hiện rồi. Và phải làm như thế nào để cho con phải mới. Buộc con tự tập rồi trả bài cho thầy. Nếu thầy cảm thấy nó tấu điểm thôi thì thầy sẽ chuốt thêm và thầy mới quyết định cho con làm. Thì khi mà trả bài thì Cú Đại nghĩ rằng đây là sẽ một cái bài rất là tốt cho bé và rất là hợp với giọng bé nữa. Thì dạ. Và đây là ca khúc mà Cú Đại đã chuẩn bị cho con. Cô Diệp Hương được làm quen với cái này từ hồi xưa cô, cho nên cô biết được ngoài phủ thật á, là cô đã xem rồi. Và cô Diệp Hương có quen với một người anh chuyên môn đi hầu, là cô Diệp Hương đi theo để xin lọc. Mỗi một giá này lên á là rất là quan trọng. Tại vì cô rất là đẹp, nãy thần thái con sang trọng, con đẹp lắm, thích vô cùng luôn. Hết giá con đi về đó, xa giá hồi cung con cứ về. Trời ơi sao con đẹp chịu quá con ơi, ai cho rớt giết nữa. Trời ơi gì vậy, bữa nay phải chọn có hai tiết mục thôi đó. Mà vui nhất là lát hai người này giết lại tôi nè. Anh Đại Nghĩa. Chú Nghĩa rất thích cái giọng của con trong cái bài hát này. Nó trong veo mà nó rất là sắc nét. Con hát đúng nhịp vô cùng, không có sai trật một chút nào cả. Nó mượt, nó ngọt ngào, nó hay vô cùng luôn. Ngay cái câu cuối cùng xe loan thánh giá hồi cung cũng vậy. Một cái kết thật là đẹp cho cái tiết mục của con. Trong một cái chương trình thi á, thì quán quân chỉ có một thôi. Nhưng mà tất cả các thí sinh, nếu như may mắn chúng ta sẽ có được một tiết mục nào đó như là một cái dấu mốc, một cái đóng đinh thật là mạnh với chương trình, thì đây là cái dấu mốc của con đậm nhất trong chương trình từ đầu đến bây giờ. Và con cảm ơn ban giám khảo và tất cả mọi người đã xem tiết mục của con và những lời nhận xét của ban giám khảo đã dành cho con. Trời ơi, đẹp và còn khéo nữa, hát thì hay nữa. Chúc mừng con với tiết mục này. Một tràng pháo tay cho Phương Nhi. Tại Bến Phà, xã Phước Khánh, đợt tạp kỹ vui nhộn của ông Năm Tài Tử sẽ cho lên màn một chương trình hoành tráng lệ. Với dàn âm thanh không rọt rẹt, ánh sáng không mờ ảo, và đặc biệt với sự góp mặt của các diễn viên trẻ xém đẹp sắp nổi tiếng như Thế Thanh, Ngọc Thanh, Ngọc Tâm, Triệu Phú, Wendy và Quách Phú Thành, Midi in Việt Nam. Kính mời bà con ghé xem, vé hiện đang bán tại các quầy bán thịt heo của ông Bảy Xề. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Rồi rồi bà con kéo tới quá rồi, từ rồi ơi mấy đứa, rồi rồi nè nè đội mão vô nè con, rồi nè bà con tới rồi đó hen, rồi. Nè mấy bộ đồ này ha, ngày hôm qua bộ đồ của con bận á là cô Thanh Hằng cho đó nghe. Đó bộ đồ này nè, ông Năm thắc mắc hoài à, không hiểu, dường như là ông quầy lên ông đóng kịch sao có bộ đồ này không cho, bận vừa y chờ. Đó được, ủa tôi có Thanh sao con không bận đồ vô? Dạ con mệt quá trời. Sao mệt? Con đói bụng. Thôi cố gắng đi diễn xong suốt này á, cha con mình ăn sang bữa. Bây giờ mệt ngồi nghỉ, cha thấy con. Rồi
chuẩn bị nè. Đó, chuẩn bị chưa? Rồi, rồi, lên, 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 vô, 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 chuẩn bị nghe. Mở màn. Giặc sấm lâm đang tràn sang cối bờ, vẫn làm trai ta đâu thế ngồi yên. Tạm biệt phu nhân, ta sông lướt xa trường, mang chiến thắng về cho non nước phù quân. Ngoài biên cương gió tung bụi mù mịt mờ, giặc xâm lăng tấn công lan tràn cõi bờ. Bầu trời tan tóc quê hương mình đau buồn, loạn ly khóc thương lứa đôi lìa xa. Tình mình xe xua kim ngàn đời không vội vai, nhớ mãi quê hương ai chờ mong. Quân trúc mã sông lên, bay đồn đà đã đến lúc ngăn gia khu xin giữ lời thề. Thiên ngàn sông lướt tung đôi cánh chim bằng hẹn gà vui non nước thanh bình cho mọi nhà. Dắp té, xin lỗi bà con nha. Không sao đâu con, đi thay đồ đi con. À, không sao, cảm ơn bà con nhiều nha. Dạ xin cảm ơn bà con. À, cảm ơn bà con, xin lỗi sự cố kỹ thuật nha. Bữa khác quay lại con nha. Rồi. Nè, dường như bà con cho tiền nhiều lắm phải không? Rồi. Hai đứa chạy qua quán của ông Bảy mua con gà quay mấy ổ bánh mì về. Hôm nay mình ăn sộp bữa ha. Đi đi con. Lúc nãy á, con đưa cho cha nửa ổ bánh mì á, mà cha không có chịu ăn. Bây giờ cha không có sức á, nên cha té đó. Không có sao đâu con. Đi. Ê khoan, ở trong có bận gì không? Dạ hả? Vậy tao lột được. Rồi, ăn kia qua đây con. Cha ơi, cha ăn với tụi con đi cha. Rồi, chút cha ăn sau tụi con đói bụng ăn trước đi. Dạ, rồi đó. Rồi, dép con nè. Này em thèm lâu lắm rồi nè. Rồi, ăn đi con, gan với mấy anh chị đi. Em thay đồ xong rồi đó, phần của em đâu? Nè. Cái trò này. Cái này á hả? Con chạy cái cảnh này lắm rồi. Em xin lỗi, tranh cái đùi nè. Không thèm. Thành, sao vậy con? Cả nhà không có ai thương con hết á. Con đóng vai cái chính á, mà đối xử với con vậy đó hả? Con biết á, con là con nuôi của cha, cho nên á, anh em trong nhà lúc nào cũng ăn hiếp con hết á. Nghe cái cha nè, cha cũng đâu thương gì con đâu, cha chỉ thương con ruột của cha thôi. Thành, em nói cái gì kỳ vậy? Em nói như vậy không sợ cha buồn hay sao? Xin lỗi cha lẹ lên. Em lỗi gì mà có xin? Em cha ích kỷ á. Thành, sao con nói cha ích kỷ? Chứ không phải á, mẹ ruột của con đã đánh dập cha, giờ xin con về ở với mẹ, mà cha nhất quyết không cho con đi. Thả
thiệt vậy hả Thành? Em nói thiệt hả? Phải. Mẹ ruột của tôi có đến tìm tôi, nhưng cha không cho tôi đi, vì cha sợ nếu tôi đi rồi ai sẽ hát cái giai ghép chính này đây. Mà nếu không có ai hát á thì cha sẽ không có tiền, phải không cha? Mày! Cha! À đó, mày là con nuôi của tao, mấy đứa này đứa con ruột này. Nhưng mà cha thương con mà Thành. Con nói gì kỳ vậy? Cha lượm con từ lúc con đỏ hỏn cha nuôi đến ngày hôm nay sao không thương? Rồi tự nhiên khi khổng khi không có người đàn bà họ xuất hiện, họ nói họ là mẹ ruột của con, thì làm sao mà cha cho con đi theo người ta? Nhưng người đó giàu có, người đó sẽ làm cho con đổi đời, người đó sẽ cho con một cuộc sống không phải như vậy. Con chán sống cái cảnh này lắm rồi. Thành, còn anh chị nữa, đừng có làm bộ mà thương yêu tôi nữa. Nếu anh chị thật lòng thương yêu tôi á thì đâu phải dành ăn với tôi. Chà, mẹ con đã tới gặp con rồi và đã cho con coi giấy khai sanh thật của mình rồi. Con muốn về với mẹ ruột của con. Mẹ con đang đậu xe chờ con ở bên kia bà kìa. Thưa cha con đi. Thành ơi, Thành. Cha ơi, thằng Thành nó không phải vậy đâu cha ơi. Để con coi con ruột theo nó coi sao nha cha. Thành ơi, Thành. Để cho tôi được giữa kỳ
bình tĩnh. Thành ơi, cha biết tìm con đâu. Đừng khóc nữa cha ơi, người cha mà con đã tôn thờ yêu kính. Hãy tha lỗi cho con vì đã vô tâm làm cha phải đau lòng. Cha hãy xem như chưa từng lầm con ở góc nhỏ năm nào. Anh chị đừng buồn vì nay em xa vắng, mà hãy lo chăm sóc cho cha già. Đừng để cha buồn vì nhớ thương em. Anh hai đừng cho cha múa cờ nữa, vì cuộc sống của cha đang đau á. Anh Tư, anh hãy thay em diễn vai dùng thơ, vì năm già bé bảy nhớ văn mùng cho cha mỗi lúc điền về. Còn bé Tám á, không có được khóc nhẹ nữa, hãy phụ giúp gia đình khi không có anh. Cha ơi cha đừng quá nhớ con mà lâm trọng bệnh, con sẽ quay về một ngày không xa. Thành ơi, mấy đứa ơi, em của con nó không có bất hiếu nghe, nó không có hổn với tụi con đâu. Nó đi gì nó gửi tiền cho cha chữa bệnh nè. Mày đứa, bố ra tìm em đi con, biết đâu nó còn quanh quẩn ở cái bến phà này. Tìm nó đi, nó là gia nhờ đó. Em đây rồi Thành ơi, về đây cha đợi đó Thành ơi. Thành ơi, mọi người khi mà xem không thể nào cầm lòng được, không thể nào mà có thể ngăn được những dòng nước mắt của mình. Thứ nhất đó là bởi vì có lẽ là sự kết hợp quá tuyệt vời của tất cả các con đã hỗ trợ cho Quách Phú Thành. Và cái điều quan trọng hơn hết mà chú nhìn thấy đó là cái tình của ông Năm. Cái tình của ông Năm các con đã gửi gắm vào trong cái câu chuyện này. Và ông Năm đã hỗ trợ cho các con rất là tuyệt vời. Một tràng vỗ tay dành cho nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, người thầy của tất cả các bé. Thanh An cũng xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Ông Năm đã làm một cái dấu ấn cho cải lương tuyệt vời quá. Quách Phú Thành cái tiết mục này con diễn rất là hoàn hảo, mà gọi là xuất sắc luôn nữa. Một lần nữa cảm ơn ông. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Ở đây thì tiết mục đã mang lại rất là nhiều cảm xúc. Với cái Donny đóng giày này, em đã khai thác hết tất cả những cái thế mạnh để em dồn vào cho Quách Phú Thành. Từ cái hài đầu tiên cho tới cái vai diễn ở trên sân khấu, những cái tính cách em thay đổi liên tục, em làm cho nó không có bị một màu,
Và trong những cái lúc diễn đó, em phô được cho mọi người thấy là một cái người học trò của em giọng hát như thế nào, nhịp nhàng ra làm sao, bài bản em cũng đổi liên tục. Riêng về Quách Phú Thành, con may mắn khi có ông Năm bên cạnh con, một người lúc nào cũng tâm huyết với nghề. Cảm ơn chú. Cảm ơn giám khảo nghệ sĩ Hoài Linh. Quách Phú Thành hát hài cả bi, chinh diện rồi phản diện, thể hiện diễn xuất điêu luyện, tuyệt đỉnh cho đến tuyệt vời. Ở đây thứ tài siêu nhí có thể là ranh giới giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư nó gần kề, nhưng con đã đạt một đỉnh trở thành người chuyên nghiệp trong khi tuổi đời còn quá trẻ như vậy sao? Chúc mừng, ta đã yêu nhau, cùng nhau gặp gỡ trong ngày hôm nay. Ta hãy nghe coi các vị giám khảo dành cho con mấy điểm nè. Cô Thanh Hằng, cô sẽ dành cho Quách Phú Thành bao nhiêu điểm? 10 điểm! Cảm ơn cô! Xin mời giám khảo Hoài Linh. Không, cho chục người cũng kỳ. Tại vì tôi cũng có một cái suy nghĩ của tôi, cho nên là tôi ngắt bớt bớt 2. Tôi lấy thập. Chứ không có lấy 10, không lấy chục, mà thập. Tôi lấy thập. Thập là nhiêu biết không con? Thập là nhiêu con biết không? 10. Đó là 10 điểm. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh vì cái điểm thập. Chúc mừng Quách Phú Thành và nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các bạn Wendy, Ngọc Tâm cùng vũ đoàn Chuông Gió. Bây giờ mình nghe các cô chú nha. Mời cô Đoan Trang. Lúc mà cô thấy con đợi diễn cho các bạn ở các tiết mục trước á, thì cô thấy con rất là sắc bén, rất là đanh đá. Tiết mục này là cái tiết mục mà con cần phải có cái độ lúng liếng, cái độ rất là sắc bén đó. Nhưng mà con lại thiếu đi. Không hiểu sao, nguyên một bài con bị lo ra, con không có tập trung, con đi qua đi lại hồn vía, con bay đi đâu mất tiêu à. Giọng con rất là sáng hợp hát dân ca lắm, nhưng mà phải có cái luyến, cái lấy mà mình thiếu cái đó. Ví dụ như là ta ti ta ta ti ta 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 ti ta, nó phải có cái ta da đi đi da đi da, nó phải có đủ nốt như vậy. Cô tưởng đâu câu đầu con hát là ta đi ta ra là đã thiếu nốt rồi ha. Thì cô nghĩ là cái đó là do xử lý. Và câu thứ hai, câu thứ ba con lại phải hát luyến để cho khác đi. Nhưng mà từ đầu cho tới đuôi cô ngồi cô đếm, cô ngồi cô canh, thì con câu nào cũng như câu đó thiếu cái luyến đi, thiếu cái độ sâu của cái dân ca đi. Con hiểu không? Và nhớ cho cô, bạn nào cũng vậy, lên diễn là phải tập trung, tập trung. Diễn cho tất cả mọi người xem, thầy, cô, bạn bè ở nhà đang xem mình. Mà mình không có tập trung thì mình bể mất cái phần diễn của mình, uổng quá, đâu có ai cho mình hát lại đâu, đúng không? Con mắt là phải nhìn thẳng, nhìn qua phải là qua phải, qua trái là qua trái, phải sâu sắc vào, chứ không phải vừa hát mà vừa nhìn qua nhìn lại coi bạn đứng đúng chưa, rồi coi câu đó làm sao, coi phải lo cái gì trong đầu, thì cái đó là chưa được, hay chưa con? Cố gắng là rút kinh nghiệm hay chưa? Với thêm một cái nữa là hơi, hát dân ca, bản thân cô là sợ nhất. Bởi vì dân ca cần hơi dài lắm, cho nên cái đó tụi con phải tập, tập lấy hơi thật là sâu để hát nguyên được một câu dài. Thì cái đó thầy cô phải chỉ cho con nha. Rồi, ok. Cảm ơn cô Đoan Trang. Thật ra thì theo dõi quá trình của bé Yến Vi thì tôi biết cái chất lượng của Yến Vi không phải như hôm nay. Nó khi mệt. Hát một cái câu mà cảm thấy mình chưa đúng là mình á, thì tự giận mình luôn á. Cho nên cái sự lo ra và không làm chủ được giọng hát của mình, con đã cố gắng hoàn thành được cái bài hát mà không bỏ giữa chừng là con cũng nỗ lực nhiều lắm rồi. Bởi vì cái giọng của con trong những vòng trước đã được khẳng định thì mới được vô tới vòng này. Chứ nếu mà vòng trước con hát lê lơi kiểu này, con đã không có mặt hôm nay rồi. Cảm ơn các cô chú giám khảo. Hoàng
trời. Đây cũng vàng đèn ngọc nguy nga, bỏ vui buồn thấy sự của đời riêng. Tôi qua thân trọn tình cùng đời chung sân khâu. Vua hiền tôi trung đào thương hay kép võ quyền sống với đam mê thác trọn giới dài tuồng. Dạng tình sắc son với sân khấu muôn màu, dù đời thôn già hay chốn phồn hoa vẫn đắm say bao thế hệ qua từng câu ca. Sân khấu cài lương cũng không thể lung lay được niềm đam mê bất tận. Cả một kho tàng mà chúng tôi xin gìn giữ để đến mai sau cài lương mãi lưu truyền. Dù cho giật đồi sao dời, lòng ta son sắc dạng tình thủy chung. Và đó chính là Trung Hậu. Không biết là ban giám khảo cảm nhận như thế nào? Không còn lời gì để nói. Ai mà dựng cái bài đẹp quá. Con vừa mới cất cái giọng hát lên cô với chú Nghĩa đó. Hai đứa dẫn nhau đi về. Mà sao con biết cải lương từ nhỏ mà hát? Dạ tại con nghe rồi con hát theo. Cái giọng hát của con á, khi mà cất lên chú nghe như tiếng chuông á. Tiếng chuông nó ngân 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 mà nó vang vang vang. Con hát nó nhẹ nhàng như hơi thở. Không cần phải cố gắng một cái gì hết. Thêm cái phần dàn dựng đẹp mắt nữa, tự nhiên cảm giác những người làm sân khấu như mình á, cảm giác mình hãnh diện á. Hãnh diện mà đã lắm. Với những ai mà theo nghề cải lương bây giờ, chú Nghĩa rất là quý. Mà đặc biệt là các bạn nhỏ nữa. Với những bạn nhỏ tài năng như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng sân khấu cải lương không bao giờ chết cả, vẫn còn rất nhiều thế hệ kế thừa. Cảm ơn con một lần nữa nha. Con có thể hát một cái bài hát rất là dài như vậy mà vẫn giữ được cái vị trí âm thanh, nốt rất là chuẩn xác từ đầu cho tới cuối. Cô chúc mừng con. Một tràng pháo tay thật là lớn để chúc mừng cho tiết mục của con ngày hôm nay. Chờ đây nữa.
nước ngọt phù sa. Ơi con sông thiết tha ấp ôn bên bờ sông sờ, sông mấy ngàn năm đệt bài chảy mãi khôn nguôi, chuyện bao đời sông biến cả mà sao vẫn trẻ về đây cho đồng lúa thêm xanh, cho cây lành trái ngọt, cho những đêm trăng sông nghiêng mình lấp lánh như ánh mắt quê hương luôn khát dòng quý vị. Tiết mục ca cảnh Chảy đi sông ơi với sự góp mặt của các thành viên trong lớp dân ca cải lương dân gian đương đại và vũ đoàn Chuông Gió. Cảm ơn tất cả các bạn. Rồi bây giờ chúng ta giới thiệu tên mình là một lần nữa cho tất cả quý vị khán giả nhớ nha. Dạ con tên là Lê Thuy Wendy ạ. Wendy. Dạ con tên là Nguyễn Trương Thế Thanh ạ. Dạ con tên là Huỳnh Đặng Ngọc Tâm. Dạ con tên là Huỳnh Triệu Phú. Dạ con tên là Lê Ngọc Thanh.
Thưa quý vị, mỗi một thành viên trong lớp của ông Năm đều có những cái thế mạnh khác nhau. Và qua từng phần thi thì ông Năm luôn luôn đẩy những cái bé mà có những cái tài năng, những cái điều đặc biệt nhất, tôn vinh cái điều đó lên để cho các bé thực sự tỏa sáng. Và hôm nay là một sự kết hợp tuyệt vời của các thành viên trong lớp dân ca cải lương, dân gian đương đại. Một tràng vỗ tay dành cho tất cả các bé. Xin mời cô Thanh Hằng. Cái gala đã đến rồi thì bây giờ là cô cũng không có lời gì để mà nói hơn nữa là tạm chia tay các con. Mà chúc các con luôn luôn lúc nào cũng học giỏi, ngoan, càng ngày càng tiến bộ thêm nữa, càng đam mê bộ môn nghệ thuật cải lương này nữa. Thì các con phải học cho thật giỏi để kiến thức của mình thật là tốt hơn nữa, để các con bước thêm một bước nữa. Nếu mà có cơ duyên để gặp lại nhau thì cô hy vọng rằng năm sau, mùa thử tài siêu nhí năm sau, cô sẽ gặp lại các con và cùng các vị giám khảo ở đây nữa. Xin chân thành cảm ơn các con rất nhiều. Cảm ơn. Bữa nay là đêm gala, tụi con đã biểu diễn hết mình. Và chú thấy là bữa nay ông Năm đã chia ra cho các con hát những cái sở trường của mình. Và các con đã làm rất là tốt về cái phần đó. Và một cái điều mà chú cảm thấy rất là vui và rất là hãnh diện về cái lớp của ông Năm, đó là một cái sự đoàn kết. Cái sự đoàn kết đó được thể hiện rất là rõ ràng từ những cái phần thi của các anh chị em ở trong đội. Có lẽ là khó có cái đội nào mà được như vậy. Chú nghĩ là riêng bản thân ông Năm thôi làm một cái đoàn cải lương lại được rồi đó. Và chúc các con được sức khỏe và càng ngày càng tiến bộ hơn, và nhất là càng yêu thương nhau nhiều hơn. Xin cảm ơn nghệ sĩ Hoài Linh. Và bây giờ Thế Thanh ơi, con là anh hai của gia đình đúng không? Anh hai của tất cả các em ở đây. Thì con sẽ đại diện tất cả các anh em nha. Con có đôi điều chia sẻ với tất cả quý vị khán giả nè, ban giám khảo và ông Năm của mình. Con cũng không biết nói gì hơn là xin cảm ơn tất cả mọi người, tất cả quý vị khán giả, đài truyền hình đã tạo cơ hội cho anh em tụi con được gắn bó yêu thương nhau hơn. Và con mong... sau chương trình này thì còn tụi con cũng sẽ còn rất là nhiều cơ hội gặp nhau, gặp lại những anh em rất là yêu thương nhau, và gặp lại ông Năm, một người thầy tụi con rất là yêu thương. Cảm ơn tất cả các con nha, và chúc cho các con sẽ thực hiện được những gì mà các con mong muốn, những ước mơ của các con sẽ trở thành hiện thực trong một ngày gần nhất. Một tràng vỗ tay dành cho các học trò nhí của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Yeah.
lắm cứ rơi hoài để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè. Con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên vàng bầu, mẹ chồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá trời xa mưa giông cho buồn lòng đưa con xa xứ, dòng con với bao kỷ niệm ngày xưa thương nhớ lại đông đây.
Và đó chính là Trung Hậu. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Con biết là lúc con hát á, cô Hương phải kêu hết cả mọi người nhìn giùm tôi có thằng bé hay là một cái ông cụ 60 mấy tuổi bận bộ bà ba đứng hát, cái giọng con nó già tới như vậy. Mà điều quan trọng là con giống cực kỳ Hoài Linh đó, con biết không? Bận cái bộ bà ba nâu, ốm tông ốm teo, đứng ở trên cầu tôi lo hết sức, tôi sợ gió rớt ông xuống dưới, rồi ông đi lẩn thẩn ông xuống đây ông hát. Tôi cứ hỏi nó chắc nó 60 mấy rồi. Chiều tới cái ngày mà chiếu cái này nè, cô cầu mong cho nó mưa thiệt, rồi ngồi ở nhà rồi mở con lên con hát. Con cảm ơn. Nhưng mà điều quan trọng nữa là cái vũ đòn của con diễn sâu lắm, con biết không? Cầm cái cây trống trống đi, lâm khum như nè, thấy thương quá. Mặc áo tơi cho vừa lòng, nó ra đó nó nằm bẹp xuống. Trời đất ơi, rụng tim, không còn gì để nói nữa, chắc đè hung con trai xuống cho tôi hung cái được. Đè cô hung hung một cái. Con ở đâu? Dạ con ở An Giang. An Giang hả? Trời ơi, cho cô bắt tay con cái nghe. An Giang ở khu vực nào con? Con ở chỗ nào của An Giang? Dạ con ở Kinh Đào. Kinh Đào hả? Chú Nghĩa hay về An Giang lắm. Chúc mừng quê hương An Giang, có một thằng nhỏ thật thà dễ thương, hát hay đụng nóc nha. Nghe thôi con. Gì để con. Cô Đăng Trang xin mời cô. Với những cái màu sắc âm giọng như thế này á, là nó lợi thế về cái âm vang sáng, bởi vì đây là giọng tenor, giọng cao, thành ra là chắc chắn là sẽ bị bất lợi ở những nốt thấp, nốt trầm. Cho nên thứ nhất là mình chỉnh cái tông của bé, thứ hai nữa là tụi con phải qua nhiều thời gian 5 tháng thì tụi con lớn lên, cái giọng của tụi con sẽ đầy đặn hơn, cái đó là tự nhiên thôi. Còn riêng cá nhân cô thì cô thấy hôm nay con hát rất là cảm xúc, có những cái giọt nước mắt ở trong câu hát của con, hiểu được cái nhân vật của mình, cái bài hát của mình. Con có cái ưu thế hơn các bạn, đó là con hát được cải lương. Vậy thì cô khuyên con nên tự tin lên. Bạn nào ra sân khấu cũng giống nhau thôi, mình có lợi thế thì mình phải hiểu được cái lợi thế của mình để mình càng tỏa sáng hơn nha con. Chúc mừng con. Cảm ơn cô. Cảm ơn ban giám khảo. Một tràng hoa tay cho Trung Hậu. Chúc mừng con. Mời con vào trong. Thank you.
rồi mới hiểu lòng đau. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Ai có đi xa nơi chốn nhau, cắt rung mây tâm tia rồi nhớ nhung và viết trong lòng. Hương vị muôn nước lèo đặc sản quê em, bánh bia dùng thơm ngọt lòng trao du canh. Điệu múa lâm tôn đêm chùa giới cai, hỏi nói nhân ân tình của lữ khách phương xa. Một tràng hoa tay cho Trung Hậu. Wow, tiết mục rất là hoành tráng đúng không ạ? Chú thấy có một đoạn rất là vui, đó chính là con hát xuống xề cái con giật cái mình. Cái trời, chú ngồi dưới chú cũng muốn té ghế luôn. Quá trời đi, 12 người, thường vũ công là chỉ 8 người thôi. Dạ. Tại vì sân khấu này mà, đây chơi 12 người lại lấy dân số đè luôn. Đã vậy chương trình còn đàm đầy đủ hết rừng cỏ ha, ra tới lúc mà gặt được lúa. Những chỗ nào nhỏ con tôi nó hát nó bị đơ đứng chỗ, cái là cái vàng bọc bọc nhỏ liền. Tại vì biết ông xảo thuật của huấn luyện viên quá dữ dội. Ông thấy chỗ nào không được, ông đẩy vô, ông xào, ông trẻ, ông đưa người, đưa gái đẹp qua, tôi lo tôi ngắm gái đẹp. Tôi quên hết trơn, nó xuống chữ bờ một cái, tôi lội qua bờ luôn rồi. Nhưng mà tại vì con hát hay con ơi, con cái cố chất của con, cái giọng con hay. Nít mà hát phải chật chứ đâu hát trúng bài của Trang, lâu lâu phải chật mà. Đã. Nhưng mà tôi khoái, bởi vì á, con hát xuống chữ bờ mà con thấy con chưa vô được tới bờ, con giật mình. Nó duyên lắm. Cảm ơn cô Diệt Hương, còn cô Đăng Trang thì sao ạ? Con có một cái chất giọng rất là đặc biệt, rất là tự nhiên. Và do cái giọng của con nó quá vang, quá sáng, cho nên khi con hát, con cảm giác nó bị cao hơn cái bình thường. Và cô mong là con phải tự biết mình đã có được cái giọng hát hay rồi, thì mình phải kiểm soát chặt chẽ từng cái nốt nhạc của mình khi mình hát nha con. Nhất là mình hát cải lương nữa, đúng không? Cảm ơn bà giám khảo. Còn thầy Quốc Đại nè, cô Phạm Lịch nè, có chia sẻ cảm xúc như nào mà đã lên tới đây rồi, mình thầy thì không thể nói là tại bị cái này cái kia, nhưng mà xin phép là chia sẻ thêm. Bởi vì ca cổ thì khi mà hát giọng cổ thì con chỉ có một, có thể hát một cái dây đó thôi, cái tông đô thứ thôi, là cái dây đó là tông đô thứ của giọng cổ. Mà cái bài khi mà một cái bài tân nhạc là Sắp Sửa Bài Sóc Trăng thì khi mà con hát chính thì nó không phải là cái tông đô thăng thứ. Nên khi mà cái chuyển từ một tân nhạc qua vô câu giọng cổ, có lẽ là con chưa quen, thầy Đại đưa ra một cái bài hơi khó chịu với con. Đây là một cái rút kinh nghiệm của thầy nữa. Và đặc biệt là dòng này thì Hậu chỉ có một ngày một để tập được với Quốc Đại. Tại vì cái lịch thi đang là cái lịch kiểm tra học kỳ của con ở trường. Nên hôm nay con đã làm như vậy thì thầy cảm ơn con rất nhiều, là con đã nỗ lực rất nhiều. Dù có đi tiếp hay không, con hãy tự tin đi, bởi vì ban giám khảo rất thích giọng hát của con. Cảm ơn thầy Đại. Rồi tự tin lên, chờ kết quả. Một tràng hoa tay nữa cho Trung Hậu. Thí sinh tiếp theo sẽ mang đến cho chúng ta những tràng cười sảng khoái bởi cái sự ngộ nghĩnh, thông minh, đáng yêu và cực kỳ duyên dáng bé Cutin. Đừng đầy sách vở, nặng ơi là nặng.
Nặng ơi là nặng. Đê biết rồi, con cao không nổi luôn. Lông tè vậy nè. Con khổ lắm, con khổ lắm. Giờ mà mẹ kêu con học thêm cái gì nữa chứ con khỏi sống mà con chăm mày nổi quá. Alo, con tin nghe này mẹ ơi. Hả? Mẹ nói sao? Mẹ mới vừa đăng ký cho con học lớp toán hả? Nhưng mà mẹ ơi mẹ ơi, con đang nghỉ hè mà, con không muốn học thêm đâu. Bây giờ con phải ôn lại bài toán hả? Dạ. Thôi mẹ dẫn mình phải ôn bài chút về mẹ kiểm tra. Cô tên phải nghe lời mẹ học bài đây. 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 1 = 5, 5 ngón tay sẽ tiêu. Alo, có chuyện gì nữa hả mẹ? Hả? Bây giờ con phải học thêm môn tiếng Anh nữa hả? Tiếng Việt con còn chưa gành nữa mà. Sao con học môn tiếng Anh được? Nhưng mà, mẹ ơi mẹ ơi, mẹ có máy rồi. Chết rồi, bài toán hồi nãy mẹ mình dặn mình mà mình chưa học xong nữa. Bây giờ sao mình học môn tiếng Anh được đây? Thôi mình lấy cặp ra học thôi. Mother là mẹ, father là ba, teacher là cô giáo. Buồn ngủ quá. Phải mẹ điện nữa không ta? Nếu mình có nên nghe không? Lỡ như mẹ kêu mình học thêm môn tiếng Việt nữa rồi sao? Thôi khỏi nghe đi. Nhưng mà lỡ như có ai kiếm mình có chuyện gì quan trọng thì sao? Thôi nghe đại đi. Alo, chị Mai hả? Chị Mai kiếm em có chuyện gì không? Hả? Ngày mai chị được ba mẹ chở đi chơi hả? Chị được tới vùng sâu vùng xa thăm các bạn nhỏ khó khăn luôn hả? Nghe vui quá, thích quá chị ơi. Nhắc chụp hình và up lên Facebook và tag tên em lên luôn nha. Và bạn cô tin của em, nhiều các cô chú thích em lắm đó. Em hả? Hà này, em không có được đi chơi. Mẹ em đăng ký cho em học nhiều lớp lắm. Ngày mai là em phải đi học rồi. Thôi, bye bye chị nha. Tánh ơi, mùa hè là mùa để cho em vui chơi. Mà sao chị Mai có hai được đi chơi hè mà mình lại phải đi học thêm. Ước gì mình cũng được như chị Mai. Mẹ ơi, con không muốn mẹ buồn đâu. Con vẫn ngoan, con vẫn nghe lời mẹ. Nhưng mà con chỉ muốn được nghỉ hè giống chị Mai thôi à. Con muốn được vui chơi, học hát, học múa, học diễn kịch ở ngôi nhà tuổi thơ. Học mà chơi, chơi mà học, được không mẹ? Alo, alo, con nghe nè mẹ. Hả? Bây giờ con phải học thêm môn tiếng Thái nữa hả? Tiếng Thái con thuộc đó, để con đọc cho mẹ nghe nha. Qua đi khạp. Mẹ nói cái gì? Mẹ chỉ đùa thôi hả? Mẹ cho con đi chơi hè với chị Mai hả? Yeah yeah, quang hồ. Yeah quang hồ, yeah yeah, quang hồ. Trời ơi, hung gió nữa kìa. Cô Tiên đến đây. Nãy giờ hung gió xa quá, thôi giờ hung gần, hung chú một cái thì được không? Trời ơi, cảm ơn con nha. Hung cái tôi muốn nám mặt luôn á. Hung mạnh quá trời luôn, dễ thương quá đi. Đây là một hồi bỏ xuống cho nó bớt đi con nha. Đó. Đây là một cái câu chuyện mà chắc có lẽ là cũng nói lên cái ước mơ của các bé. Học quá nhiều, áp lực căng thẳng, cũng muốn là sống trọn vẹn như ngày hè đúng với tuổi thơ của mình, được đi chơi như tất cả mọi người. Không biết Gia Bảo ơi, hôm nay khi em tập cho các bé trong đội của mình á, mà hầu như toàn là những tiết mục độc diễn không à, em phải làm sao để cho các bé có thể thuộc hết những cái lời thoại dài như vậy? À, dạ, thực ra đây là một cái điều cũng rất là khó. Tại vì thường thì các bé là
là đương nhiên thí dụ diễn mà mình có cái người bạn để phối hợp đó thì nó rất là dễ, mà tại vì muốn cho các bé nó đọc diễn một mình như vậy cho nó lạ. Thật ra đọc diễn như vậy so với những nghệ sĩ kịch nói cũng là một điều rất là khó khăn, mà các bé thì chưa có học qua một cái trường lớp nào hết, chưa có biết một cái đơn nguyên nào hết, nhưng mà mình dẫn cho các bé cái đơn nguyên tưởng tượng đó. Thì cái anh Putin này thì ảnh có rất là nhiều trò, và bên cạnh đó lúc mà tập cho ảnh một mình ảnh rất là khó, tại ảnh ham chơi lắm đó, ảnh cứ đang tập cái ảnh quên, cái ảnh gãi đầu đó, không có chịu tập trung mà tập bài đó, cho nên rất là hay quên đó. Nhưng mà hôm nay là Putin lại nhớ bài rất là kỹ, thì mà có một cái sai đó là cái cặp nó vô là bỏ ra và quên gỡ cái cặp ra, đeo như vậy hoài làm cho các cô chú cảm giác rất là lo cho con, sợ con bị nặng quá nó gịch con lại, nhưng mà hên là con có cái bụng con gỡ lại con gịch ngược lại, đó là cái hay của con. Bây giờ mình nghe mấy cô chú nha, xin mời chú Hoài Linh trước ạ. Đối với cô Tin thì những cái câu mà hài hước đồ này nọ thì cậu ấy sử dụng là rất là đúng lúc và rất là có duyên. Tuy nhiên là chú muốn nhìn thấy cô Tin càng lúc càng phải trưởng thành hơn. Cái này á, nó còn hơi giống như là bị thuộc bài để lên đọc vậy đó. Cho nên là con phải ráng cố gắng tập diễn một chút theo cái cảm xúc của từng cái câu nói. Nghe con? Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn chú Hoài Linh. Biết chăng con bị gì không? Bị gì con? Dạ. Con bị súng rồi. Bị súng rồi. Ủa, nó có dính dáng gì tới cái chuyện mà con diễn bữa nay không? Nó có ảnh hưởng gì tới con không? Hay là răng con súng con nói gió lùa vô con đau bụng? Ừ? Con cũng không biết. Không biết nữa à? Tự nhiên thích nói gì là khoe là con súng răng vậy đó. Con ăn kẹo quá đó. Rồi, con ăn kẹo quá, bớt ăn kẹo lại đi nghe. Mình cũng cái bụng bự lắm rồi, bớt ăn kẹo lại nha. Còn bây giờ thì xin mời ý kiến từ chú Thanh Bạch ạ. Có thể nói cái đề tài châm biếm đối với người lớn cũng khó rồi nữa. Thì ở đây, ở cái kịch bản này thật ra không đơn giản. Nếu như kém một chút xíu duyên thì nó trở nên cứng nhắc và rất là giáo điều. Bởi vì tất cả cái vấn đề nêu lên thì mọi người đều biết. Nhưng ở đây thông qua diễn viên Putin của chúng ta thì nó quá duyên dáng. Và bé biết những cái điểm mà giống như người chuyên nghiệp ấy, những cái điểm nhấn quan trọng thì bé làm được. Dạ, xin cảm ơn các vị giám khảo. Xin kính chào các thầy cô cùng toàn thể quý vị khán giả. Con tên là Mai Anh Thư, con đến từ Dĩ An, Bình Dương. Hôm nay con đến đây con xin trình bày bài hát Con Yêu Mẹ. Tuy rằng con không sống chung với mẹ nhưng mà thông qua chương trình con muốn gửi đến mẹ bài hát này. Và con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều. Con không quên bao năm mẹ đã luôn bên con không cách xa.
Con ơi, con đã được một sự lựa chọn đến từ lớp học của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch rồi. Xin mời quý thầy cô ạ, chúng ta cảm nhận như thế nào về bé? Thầy bị thuyết phục bởi cái chất giọng của con và cái cách nhả chữ của con. Cái ở con đang còn hạn chế đó là cái quãng giọng của mình. Và còn cái có những chỗ cao nhất thì cái đuôi chữ thì nó hơi bị đuối xíu. Nhưng mà thầy Đại nghĩ là những cái này là những cái lỗi thầy Đại có thể khắc phục được liền cho con. Thầy rất là chào đón con về đội của thầy, bởi vì cái màu này thầy đang không phải vì thiếu mà thầy chọn con, mà thầy chọn con bởi cái tình cảm của con đặt vô bài, cái chất giọng của con và các cách nhả chữ của con. Xin chào đón con về đội của thầy. Chúc mừng anh Thư, xin mời con về với lớp học của mình. Còn bây giờ sẽ là thí sinh kế tiếp, xin mời. Trăm là năm
ơi. Và đó chính là Anh Thư. Con hát hay dễ sợ luôn á. Ước gì con bận cái quần ống loe, đừng có bận cái quần ống tấm. Với lại con bớt gài bông lên đầu nữa là 10 điểm. Gài bông cho xứng với cái dàn múa. Tại sao bận quần ống loe? Tại thầy thầy nào á? Thầy Đại ơi. Em thấy hài hòa đúng không? Cái tông màu vàng đi với vũ đoàn vàng với hồng luôn. Rồi bên kia cũng về bông, bên đây cũng vàng bông. Muốn hát bài Em Trồng Vàng Bông trước cửa nhà em. Trời, trời ơi, dập cái này còn nặng hơn. Con ơi, cái gương mặt con rất là đẹp, rất là sáng. Mà cái sự duyên dáng nó phúc hậu, nó hiện hiện. Cái gương mặt đào chánh. Mà cái giọng con nó vẫn có một cái chất gì đó, nó ấm áp, thích quá. Đúng, quả thật là giọng con rất là đẹp. Và hát chính xác từng nốt nhạc, rất là nhẹ nhàng, rất là thư thả, rất là dễ thương. Thứ hai nữa, không biết mọi người có nhận ra không, đây là một bài hát dân gian, nhưng mà lại có cái tiếng saxophone trong đó, vừa tây ta kết hợp với nhau. Nghe cái bài của con nó rất là sang. Mấy người thổi sax lúc nào cũng là cứu vớt cho cái hòa âm đó. Em nghĩ đó chị. Con ơi, nói chung là cô chú thỏa mãn quá, vui quá. Cái bàn của cái chuyện không dính dáng với con á, con gỡ bông con đẹp hết sức, bận cái quần vô nữa đẹp hết sảy. Dạ, một ca hố tay nữa cho anh Thư. Quý vị có thể nói đây là một thí sinh cũng rất đặc biệt của chương trình chúng tôi. Bởi vì lần nào thì cậu bé này cũng chọn những cái bài hát mà ngay cả những ca sĩ người lớn đôi khi cũng còn cảm thấy vất vả. Chứ đừng nói chi là một cậu bé như thế này. Lần trước quý vị còn nhớ không ạ? Bé đã chọn cho mình cái bài hát là Thư Pháp. Lần này thì là Mái Đình Làng Biển. Đều là những cái bài hát mà cần một cái quãng giọng rất là rộng và một cái nội lực cần đủ có để có thể trình diễn được. Và con thấy không, vừa rồi con hát cái khán giả vỗ tay quá trời luôn, có nghĩa là phần trình diễn của con đã thành công. Chúc mừng con nha. Cảm ơn chú. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Con biết luyến lấy nhấn nhá đúng nơi đúng chỗ. Tuy nhiên là đối với cái tuổi của con á, để xử lý mấy cái bài này á, cô chú anh chị lớn á, cũng đã xử lý còn khá vất vả chứ đừng nói gì con. Nhưng mà muốn cho nó hay hơn. Để cho nó ngọt ngào hơn nữa thì chú muốn con nếu mà chọn cái thể loại nhạc này thì con phải thì cần cái độ ngọt và độ chín. Con hát lại cho chú nghe. Ôi vút cong mái đình.
Tức là chỉ có một cái chỗ mà con xử lý đúng hai chữ thôi. Chú cần con hát hai chữ là ôi vút cong mái đình, nó sẽ ra cái bài hơn, đúng không? Nhưng mà hy vọng rằng khi con về được với huấn luyện viên của con thì chú ấy sẽ làm cho con những cái khác hơn. Em đang nghe, em thắc mắc là tại sao anh Hoài Linh lại nhận xét về cái bài này một cách chi tiết, nó sâu sắc đến như vậy. Cái sau đó em mới vỡ ra trong đầu em rằng, thì ra anh Hoài Linh đã từng hát cái bài này rồi. Và ông chỉ hát không đâu, mà còn hóa thân thành một cô gái nữa. Đó. Cho nên quý vị bây giờ thử lên trên mạng, bấm Hoài Linh Mái Đình Làng Biển coi, bùng một cái hiện ra một cô gái đẹp, tuyệt đẹp, hát cái bài này hay lắm, là ảnh đó. Yeah. Thật sự ra là chính bản thân chú lớn rồi mà chú... Nhiều khi chú cũng tập tành chú hát, nhưng mà cái này là âm hưởng của Bắc Bộ, nó có một chút xíu ca trù ả đào trong này, cho nên là cái độ liếng lấy nó hơi khó. Chú đây mà chú còn chết lên chết xuống với nó chứ đừng nói gì con. Chúc mừng con, chú chọn con. Dạ, con chúc mừng con. Sự lựa chọn đầu tiên đến từ giám khảo Hoài Linh, mời cô Thanh Hằng. Cũng như là chú Hoài Linh nói đó, cái bài này nó phải có những cái luyến lấy đó mới đỉnh đó. Nó đặc biệt là ngay chỗ đó là phải như vậy. Cho nên là con nếu mà về đội mà thầy có dạy con thì thầy cũng nhớ. Ví dụ mà có những cái bài như thế thì là con cố gắng cho nó sâu vô chút xíu nữa nha. Cô chọn con luôn đó. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Và mời chú Thanh Bạch. Chú đồng ý. Cảm ơn chú Thanh Bạch. Con được vào vòng trong. Cảm ơn các vị giám khảo. Chạy về với thầy giáo của mình nào. Và đó chính là đẹp tấm tài quá, đẹp.
cái nhóm múa đẹp quá, cái bài dựng đẹp, cây lúa đẹp. Mà tôi nói thiệt luôn nha, con trai tôi nó hát y như hát karaoke. Cha đại này chả rất là ghê gớm, chả biết con trai chả không làm ăn gì được nhiều. Hiểu không? Nó nhảy nó hát y như karaoke. Chả đẩy cái dàn múa ra đó. Cho đó, con trai tôi hát vậy nè. Đẩy cái dàn múa ra bao hết trơn luôn. Cái lúc lúa cuối cùng cái thằng con trai cầm cái lúa thì phải vậy. Chị biết không chị? Từ đầu đến đuôi hai bé đứng cứ nhún qua nhún lại hoài, em ngồi nghĩ ủa không lẽ nó múa vậy đến trọn đời. Đứng nói chuyện còn nhún nè. Bước quan lại rồi đó, đúng đúng rồi. Cái biết sao đến cuối cùng hay nhỏ nó đi qua góc bên đây, trời ơi mừng quá. Tưởng nó đổi được hình, nó đổi được hình rồi. Ai ngờ vô hết bài. Tụi em vẫn kiên trì, tụi em vẫn kiên trì lắm. Dạ. Giống như là niềm vui chưa được bao lâu á. Niềm vui chẳng tày gan. Con ơi con. Mệt con ơi, trời chú làm theo chú mệt đó chứ không vậy. Có bao giờ mà con hát con không có vô mà nhờ con đứng con nhún vậy thôi mà cô cho con vô không? Bé nó nhảy nó rất tập trung, thấy mấy cô chú vũ công á lên khiều khiều với diễn giao lưu, thằng nhỏ vẫn bất chấp. Bây giờ vẫn vậy mà chị đó, vỗ tay cho em đó. Thấy cưng quá à. Thôi dừng lại con ơi, chấm mặt. Còn nhiều cái hấp dẫn rồi đó, bây giờ con nhúng cái nghe cô Trang nói hai ba xin mời cô Trang. Copy bass như trên luôn đó. Con rất là vô tư, dễ thương lắm. Một cái hỗ tay cho Thánh Tài ngày hôm nay vì nó rất là dễ thương. Và kính thưa tất cả quý vị và các bạn, tiếp theo sẽ là những điều gì hấp dẫn và thú vị đây, chúng ta cùng nhau theo dõi nhé. Vô luôn con. Vô vô đi vô. Đúng rồi. Trời ơi, thằng con tôi trời. Làm cái gì ăn hiếp con tôi dữ vậy? Đâu có biết đâu, khen mà. Khen. Sức là giải trí.